Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức quốc tang. Đúng 7 giờ, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo tài năng, mẫu mực và đức độ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 25 tháng 7, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội của nhiều nước anh em bạn bè, đại sứ đại diện cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 7, trong niềm xúc động tiếc thương vô hạn, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã về kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Tham gia đoàn kính viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban ngành của tỉnh. Vòng hoa của đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai kính viếng. Sau phút mặc niệm, các đồng chí trong đoàn đi vòng quanh linh cữu, vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, người cộng sản chân chính, dành trọn cuộc đời cống hiến vì nước, vì dân. Các thành viên trong đoàn đã gửi lời chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình công tác đã nhiều lần đến thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đoàn tỉnh Lào Cai đã trân trọng tặng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuốn sách ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Nội dung cuốn sách là những hình ảnh tư liệu quý về những lần đồng chí Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lào Cai trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, cùng với đồng bào chiến sĩ cả nước, trong ngày quốc tang, đồng bào các dân tộc Lào Cai hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Nhiều người đã nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư, nhà lãnh đạo lỗi lạc, người cộng sản kiên trung, trọn đời vì nước, vì dân. Ở đây thì chúng tôi không có điều kiện về Trung ương để dự lễ viếng của bác Trọng. Thì thôn chúng tôi cũng tổ chức rất là long trọng, truyền hình trực tiếp lễ tang của bác Phú Trọng. Nhiều người dân cảm động và rơi nước mắt vì cũng vô cùng thương tiếc bác Trọng cả cuộc đời gắn bó với đảng, với nhân dân. Bà con nhân dân hôm nay dù là bao nhiêu viện không đi làm, ở nhà xem lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bà con nhân dân ở thôn rất là xúc động. Xem buổi lễ tang hôm nay thì bản thân tôi rất là xúc động, cảm giác là muốn khóc òa lên. Tuy rằng là tuổi cao rồi, sức yếu rồi, nhưng mà tôi cố gắng để phấn đấu và học tập theo gương của bác Trọng, là những người Đảng Cộng sản Việt Nam và là những người lãnh đạo cao quý nhất của đất nước ta và của nhân dân ta. Tôi thì học tập của bác rất nhiều. Cái thứ nhất là riêng bác là một người đảng viên cộng sản, niêm yết chí công vô tư. Hai nữa là cái tính đấu tranh cho đảng,
cho nhân dân về chuyện phòng chống tham nhũng của Bác, là người đốt lò vĩ đại, để lại trong lòng tôi và cũng nhân dân trong tổ dân phố và bà con khu dân cư rất là cảm động và cũng là rất thương Bác và cũng học tập của Bác nhiều cái đức tính của người đảng viên cộng sản. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tài ba, kiên định và luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu. Những công hiến của đồng chí trong suốt quá trình lãnh đạo đã mang rất nhiều những thay đổi cho đất nước chúng ta. Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn cho Đảng và cho nhân dân Việt Nam chúng ta. Trong không khí tiếc thương vô hạn, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn khắc sâu những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Bản thân cháu là một cán bộ chiến sĩ trẻ thì cháu sẽ hứa và quyết tâm rèn luyện trở thành một cán bộ chiến sĩ ưu tú cho đất nước. Tôi thì rất vinh dự được hai lần gặp về Hà Nội để gặp Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi Bác mời vào chụp ảnh, Bác có nói mời đại biểu tóc bạc vào đây chụp ảnh với tôi. Tôi rơi nước mắt, rất cảm động và mình thầm hứa sẽ quyết tâm thực hiện bằng được những mong muốn của Bác để như vậy là đóng góp vào cái công sức một phần nào công sức Bác mong muốn. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ có thẩm quyền quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về Ủy ban Nhân dân tỉnh định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Lệnh phối hợp với Phòng khám đa khoa Hà Nội Lào Cai tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 70 người có công, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn. Qua chương trình khám nội tổng quát, kiểm tra đường huyết mỡ máu, siêu âm, chụp X quang tim phổi, phát hiện 3 người viêm phổi kẽ, 25 người bị mắc các bệnh về cơ xương khớp, nhiều người mắc các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ được tư vấn hỗ trợ điều trị. Trước đó, Phòng khám đa khoa Hà Nội Lào Cai cũng đã tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho 40 người có công trên địa bàn phường Bình Minh. Hoạt động này nhằm tri ân thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, tại thị xã Sapa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Tham gia tập huấn có 260 học viên là lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng, giáo viên cốt cán các trường tiểu học ở 45 tỉnh thành có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Các học viên được giới thiệu tổng quan về bộ tài liệu, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về cách tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương, tổ chức lớp học demo. Qua đó giúp các học viên nâng cao kiến thức, có thêm những giải pháp, kinh nghiệm để vận dụng phù hợp, hiệu quả trong dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1 ở địa phương. Không chỉ năng động nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của địa phương, anh Trần Văn Quyền, trưởng thôn Nhỏ Trong, xã Chỉ Quang, huyện Bảo Thắng, còn là tấm gương điển hình cho phát triển kinh tế, để bà con trong thôn học và làm theo.
Chịu khó tìm hiểu, học hỏi, cách đây hơn 7 năm, anh Trần Văn Quyền đã chuyển gần một nửa hecta đất trồng lúa trong khe đồi sang đào ao thả cá và phát triển kinh tế rừng, chủ yếu là trồng quế. Đến nay, diện tích quế của gia đình đã lên tới 17 hecta. Mô hình kinh tế này mang lại cho gia đình nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trước kia thì tôi cũng chăn nuôi lợn, gà, rồi dê. Thì hiệu quả kinh tế thì mang lại không đạt như cái ý mình mong muốn. Thế nên cơ bản là nhà tôi bây giờ cơ bản là phát triển mạnh, mũi nhọn là trồng rừng. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, trưởng thôn Trần Văn Quyền còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con trong thôn cùng phát triển kinh tế rừng. Hiện Nhò Trong có hơn 100 hectare quế, là một trong ba thôn có diện tích quế nhiều nhất của xã. Cùng với đó, bà con đẩy mạnh phát triển trồng trọt chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Kết thúc năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn đã đạt trên 50 triệu đồng một năm. Toàn thôn có 103 hộ thì chỉ còn 5 hộ nghèo. Cái nhà anh Quyền trưởng thôn ấy là cũng thấy là cũng là gương mẫu trong thôn, mà tất cả bà con cũng phải nên học hỏi. Vườn rừng cây trồng cho đến VAC các thứ là anh cũng thực hiện tốt. Và trong công tác cũng trong công việc trong toàn dân toàn xã nói chung là cũng rất là tốt. Việc phát triển kinh tế hộ gia đình cũng rất quan trọng, cũng được chi bộ rất quan tâm và tuyên truyền. Hiện nay trong thôn thì cũng đã có một số các mô hình về thủy sản, về trồng cây lâm nghiệp, cũng như về chăn nuôi lợn gà. Thì cái mô hình của đồng chí Trần Văn Quyền ở đây cũng là một cái tấm gương rất tiêu biểu trong thôn mà đáng tuyên truyền để mọi người dân cũng như là trong xã học tập. Sự năng động, gương mẫu, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, trưởng thôn Trần Văn Quyền đã tạo động lực để nhân dân thôn Nhỏ Trong thêm gắn bó với mảnh đất quê hương, tích cực thi đua phát triển kinh tế, quyết tâm đưa Nhỏ Trong thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ tiếp tục lên chậm và diễn biến mực nước lũ sẽ phụ thuộc vào quá trình vận hành và điều tiết của các thủy điện thượng nguồn. Do mưa lớn kéo dài, vào sáng sớm nay, một trận lũ quét sạt lở đất xảy ra ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến 2 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương. Mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và ngập úng gần 40.000 hectare cây trồng của các địa phương. Theo dự báo, nước sông Hồng sẽ tiếp tục lên, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng ven sông, tại các tỉnh khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Ngoài ra, ngập lụt cũng sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội vùng Đồng Bằng sông Hồng, Thái Bình. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tìm kiếm và giải cứu kịp thời nhóm 3 du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh đi phượt và bị lạc trong rừng sâu thuộc vườn quốc gia Pidúc, núi Bà. Chiều tối 24 tháng 7, sau khi nhận được thông tin về nhóm du khách mất tích trong rừng sâu Pidúc, núi Bà, các lực lượng chức năng đã huy động gần 30 người tham gia tìm kiếm. Dù thời tiết xấu, đường dốc trơn trượt, lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì mở rộng vùng tìm kiếm. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm cứu hộ đã tìm thấy 3 du khách ở sâu trong rừng già, thuộc tiểu khu 145B, cách cổng khu du lịch Lang Biang khoảng 10 km. Cả 3 du khách đều trong tình trạng bị đói lạnh. Giai đoạn 2024-2026, tỉnh Yên Bái sẽ dành 110 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo ở nước ngoài. Theo đó sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, tiền ăn, sinh hoạt phí, trang cấp đồ dùng cá nhân, tiền đi lại, chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu, khám sức khỏe và tiền trong thời gian đào tạo khoảng 400.000 đồng một tháng. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thời vụ và học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác, mức hỗ trợ tối đa khoảng trên 9 triệu đồng một người. Ngoài các hỗ trợ ban đầu, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tín dụng ưu đãi với mức vay tối đa 100 triệu đồng đối với người đi xuất khẩu lao động và 40 triệu đồng đối với người đi làm việc thời vụ. Từ đầu tháng đến nay, người chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Trà Vinh đã thu được lãi khá khi giá gà vịt đều tăng thêm từ 5 đến 10.000 đồng một kg so với tháng trước đó. Năm nay, tỉnh Trà Vinh tập trung phát triển 4 vật nuôi chính gồm bò, lợn, dê, gia cầm và ưu tiên cho mô hình chăn nuôi quy mô trang trại, liên kết cùng doanh nghiệp để tạo lợi thế từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Hiện Trà Vinh đã có hơn 1.000 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Tỉnh đề ra kế hoạch chăn nuôi đàn gia cầm khoảng 7,8 triệu con.
để giúp nông dân chăn nuôi an toàn, đảm bảo thu nhập, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường hỗ trợ bà con thay đổi nguồn con giống chất lượng cao, hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã đến thăm Ba Lan trong khuôn khổ chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông. Tại đây, tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh tái khẳng định sự ủng hộ của Anh đối với Ba Lan, Ukraine và sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan, tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh bày tỏ cam kết sẽ tăng cường cung cấp đạn dược, vũ khí và những trang thiết bị cần thiết cho Ukraine. Anh sẽ cử một nhóm kỹ thuật và công binh tới hỗ trợ Ba Lan xây dựng lá chắn phía đông. Chuyến thăm của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh tới Ba Lan là một phần trong chuyến công du kéo dài 2 ngày với các điểm dừng chân ở cả Pháp, Đức và Estonia nhằm nêu bật cam kết của London trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh thuộc Liên minh châu Âu. Cảnh sát thuế Italia đã thu giữ 121 triệu euro của chi nhánh tập đoàn thương mại điện tử Amazon tại nước này như một phần cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thuế và vi phạm luật lao động. Trong tài liệu dài 94 trang công bố ngày 24 tháng 7, Văn phòng Công tố thành phố Milan, miền Bắc Italia cáo buộc công ty dịch vụ hậu cần Amazon Italia Transport đã có hành vi lách các bộ luật lao động và thuế trong việc tuyển dụng nhân công, trốn đóng các khoản an sinh xã hội và trốn thuế giá trị gia tăng VAT. Các công tố viên cáo buộc, bằng cách làm này, chi nhánh của Amazon tại Italia đã kéo giảm được nhiều chi phí để có giá cạnh tranh không công bằng trên thị trường Italia. Tình trạng nắng nóng nghiêm trọng tiếp tục diễn biến phức tạp tại Pakistan và buộc giới chức nước này phải kéo dài kỳ nghỉ hè của học sinh các tỉnh miền Nam thêm 2 tuần, qua đó khiến hơn 100.000 ngôi trường phải tiếp tục đóng cửa. Giới chức giáo dục Pakistan cho biết quyết định trên nhằm bảo vệ sức khỏe của các học sinh. Theo đó, bên cạnh tình trạng nắng nóng, nhiều khu vực cả thành thị và nông thôn tại nước này thường xuyên phải cắt điện luân phiên để giảm tải cho lưới điện. Ở một số khu vực vùng sâu vùng xa, việc cắt điện có thể kéo dài tới hơn 12 tiếng một ngày và khiến các trường học không thể sử dụng quạt cho học sinh. Trong những tháng qua, Pakistan đã liên tục phải hứng chịu các đợt nắng nóng liên tiếp với mức nhiệt cao nhất lên tới hơn 50 độ C. Tại một nhà máy rượu ở miền Trung Mexico đã xảy ra vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và buộc khách du lịch phải sơ tán. Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra tại bể chứa có dung tích nửa triệu lít của nhà máy rượu, khiến lửa bùng phát mạnh. Sức ép từ vụ nổ còn khiến thùng chứa bị đổ nghiêng và làm hai bể chứa khác cũng bị sập. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Được biết, nhà máy xảy ra vụ nổ nằm trong thị trấn Tequila, nơi có nhiều nhà máy chứa cất rượu và là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Italia. Thị trấn này chỉ cách Guadalajara, thành phố lớn thứ hai của Mexico, khoảng 1 giờ lái xe về phía Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở bản Phụ Mẫu, xã Triềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, khu suối nước nóng tự nhiên Bỏ Ấm hay Mỏ Ấm chảy trực tiếp từ khe mỏ, có nhiệt độ khoảng 35-40 độ C. Dòng suối khoáng xanh trong, nhiệt độ ấm áp và dễ chịu khiến nơi này trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân. Trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hoang sơ, bình dị ở suối nước nóng Bỏ Ấm. Những hình ảnh trong một góc nhìn cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.